Vân mến chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Bánh Ngon Miền Tây. Thưa quý vị và các bạn, bánh khọt là một loại bánh có từ rất lâu đời. Món bánh này rất phổ biến ở các tỉnh thành phía Nam. Thế nhưng mỗi vùng, mỗi khu vực lại có cách làm riêng, mang đậm hương vị của từng vùng miền. Trong đó, bánh khọt của miền Tây là trong một mạc và dân dã hơn cả, nhưng lại mang một hương vị vô cùng đặc biệt. Tuy các chế biến khá giống với bánh xèo, nhưng bánh khọt vẫn có những nét riêng của mình, đó là vẫn còn giữ được lớp bột vừa chín tới còn mềm và béo ngậy bên trong, còn bên ngoài thì lại giòn tan. Quý vị biết không, đối với món bánh này cũng có khá nhiều cách lý giải cho nguồn gốc của tên gọi đó nha. Trong đó có một cách lý giải rất thú vị, đó là vào thời xưa, những người nghèo khổ cơ cực không đủ tiền để ăn cao lương mỹ vị, nên đã tạo ra một loại bánh chỉ toàn làm bằng bột chứ không hề có thịt. Vì vậy, người ta đặt tên cho loại bánh này là khộp, nghĩa theo từ cổ là nghèo khổ. Lâu dần, cái tên khộp ấy lại được đọc trại thành khọt như ngày hôm nay. Không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng với chương trình thực hiện món bánh này nghe thế nào? Để thực hiện món bánh khọt thì đòi hỏi phải có khá nhiều nguyên liệu và không kém phần kỳ công đâu đó nhé. Giờ thì chúng ta tiến hành công đoạn pha bột trước tiên đi nào. Bột gạo sẽ được sử dụng chính cho loại bánh này. Kế đến cho thêm một ít bột mì ngang vào để tạo cho bánh có thêm độ giòn xốp. Tiếp tục là phần nước cốt dừa béo ngậy. Rồi đến phần bột nghệ vàng ươm để tạo nên màu sắc đặc trưng cho bánh. Giờ thì thêm nước lọc vào và khuấy đều cho bột được tan ra. Rồi nêm thêm ít muối, đường và bột ngọt. Cuối cùng là xắt nhuyễn hành lá. Và cho vào nữa là sẽ hoàn tất phần bột bánh. Trong thời gian chờ cho bột nở đều, thì hãy nhanh tay làm một tô nước mắm chua ngọt thật thơm ngon đi nhé. Đầu tiên là sử dụng nước dừa tươi. Rồi đến phần nước mắm ngon. Tiếp tục cho đường cát và nước cốt chanh. Cuối cùng là tỏi ớt băm nhuyễn cũng được cho vào nữa, là đã có một tô nước mắm chua ngọt thật đậm đà và đẹp mắt rồi đó. Còn đối với những con tép bạc đất thì cũng sẽ được rửa sạch, cắt bớt đầu rồi đem đi xào cho tép vừa chín tới. Các bạn nhìn xem, một chảo tép đỏ au trông thật hấp dẫn quá đúng không nào? Vậy là mọi thứ đã sẵn sàng để tiến hành chiên bánh khọt được rồi đó. Chờ cho khuôn bánh được nóng, chúng ta sẽ khuếch một ít dầu ăn vào. Sau đó rót bột vào từng khuôn, rồi đậy nắp lại, chiên với lửa nhỏ. Khi nào bánh gần chín, sẽ nhanh tay đặt những con tép vào ngay giữa. Rồi cho thêm một ít hành lá lên nữa để bánh có thêm màu xanh đẹp mắt. Vậy là tiếp tục đậy nắp cho đến khi nào bánh chín là sẽ lấy ra.
Hễ xong mẻ bánh này là tiếp tục chiên ngay một mẻ bánh khác. Cứ thế mà một xìa bánh cũng đã được làm ra, trông thật là bắt mắt làm sao. Các bạn biết không, ăn kèm với bánh khọt thì không thể thiếu những loại rau cải đặc trưng của miền Tây đâu đó nhé. Bởi vậy mà những người phụ nữ đã nhanh chân ra sau vườn để tìm hái rồi kìa. Nào là cải bẹ xanh tươi tốt, rồi đến cải salad cũng được nhổ lên. Lá các loại cũng thật dễ để kiếm tìm. Và cuối cùng cũng không thể thiếu phần lá cách. Chào ơi, nhìn rổ rau cải tươi xanh đã được rửa sạch rồi kìa. Thật ngon lành làm sao. Còn bên cạnh là một dĩa bánh khọt béo ngậy, nóng hổi, vàng ươm, đang ôm ấp những chú tép đỏ tươi nữa. Trong từng chiếc bánh khọt mà xem, thật hấp dẫn quá đúng không nào? Giờ thì hãy chọn đủ các loại rau cải đi nào. Sau đó cho một chiếc bánh khọt vào và cuốn lại. Hãy chấm thật ngập vào chén nước mắm chua ngọt, có thêm củ cải ngâm chua nữa chứ. Ôi, biết nói gì nữa đây, tất cả các hương vị đã qua quyện vào nhau. Giờ thì chỉ muốn thưởng thức và thưởng thức mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Bánh Ngon Miền Tây hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình sau với các món bánh thật hấp dẫn đấy nhé. Còn bây giờ thì Lê Vân xin được nói lời chào tạm biệt.